thân mến, nhà nghiên cứu văn học Nguyên An từng nhận xét, nếu không có Nguyễn Huy Tưởng, thì văn đàn hiện đại Việt Nam, nhất là ở mảng lịch sử, truyền thống, chắc sẽ vơi đi sự bề thế, vẻ kỳ vĩ, tráng lệ và chất bi thương hào hùng. Mặc dù cạnh ông đã có Tô Hoài, và sau ông cũng đã có các tác giả đáng nể như Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Mộng Giác, Bút Ngữ, Hà Ân, Nguyễn Quang Thân. Vị trí mở đầu đôi khi như là một ngẫu nhiên, lại như là một tất yếu của lịch sử. Nhưng với Nguyễn Huy Tưởng thì có điều chắc chắn là ông đã gánh vác mở đầu một cách đích đáng cho dòng văn chương viết về truyền thống, về lịch sử trung đại Việt Nam trong nền văn chương hiện đại Việt Nam. Một trong những tác phẩm viết về đề tài truyền thống, về lịch sử, qua đó gửi gắm những bài học triết lý nhân sinh của Nguyễn Huy Tưởng là kịch Vũ Như Tô. Trong đó, bài học mà ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu đó là đoạn trích Vĩnh biệt cửu trùng đài, trích Vũ Như Tô. Trước hết, chúng ta nói về tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Ông sinh năm 1912, mất năm 1960. Trong từng ấy tháng năm hiện diện ngắn ngủi trên cõi đời, ông đã kịp để lại một gia tài đáng nể những truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch lịch sử, thấm đẫm tâm hồn Việt. Trong đó, chúng ta lưu ý Nguyễn Huy Tưởng xuất thân trong một gia đình nhà nho ở làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông sớm tham gia cách mạng từ những năm 1943, tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ do Đảng lãnh đạo. Vốn xuất thân trong một gia đình nhà nho và sớm hòa mình vào dòng trẻ cách mạng, nên phần lớn những tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng đều gắn với những chặng đường lịch sử của đất nước, phản ánh kịp thời những vấn đề vận mệnh của dân tộc. Đề tài lịch sử tạo luồng sinh khí mạnh mẽ, hào hùng trong các tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng. Vấn đề lịch sử đất nước đã được ông thể hiện thành công qua các vở kịch Vũ Như Tô, qua tiểu thuyết Đêm Hội Lâm Trì, qua truyện Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng. Vào những năm ông sống, cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ hào hùng của dân tộc với không ít nhà văn khác chỉ như một tia chớp đi qua, nhưng với Nguyễn Huy Tưởng lại là cả một kho sự kiện lịch sử quý giá. Ông ghi lại kỹ lưỡng những dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến này. Chỉ trong vòng 5 năm 1946 đến 1951, Nguyễn Huy Tưởng đã kịp viết 5 tác phẩm gồm cả kịch, tiểu thuyết và bút ký. Trong đó có kịch Bắc Sơn, Những Người Ở Lại, tiểu thuyết Đêm Hội Lâm Trì, Sống Mãi Với Thủ Đô và tập bút ký Ký Sự Cao Lạ. Với những đặc điểm ấy, Nguyễn Huy Tưởng được coi là người viết sử bằng văn chương. Từ những năm 20 tuổi, Nguyễn Huy Tưởng đã viết Người không biết lịch sử nước mình là một con trâu đi cày ruộng. Cày với ai cũng được, mà cày ruộng nào cũng được. Và ông cũng tự dặn lòng mình trong những trang nhật ký: phận sự một người tầm thường như tôi, muốn tỏ lòng yêu nước chỉ có một việc là viết văn quốc ngữ mà thôi. Như giáo sư Trần Đăng Xuyền nhận xét thì, ngay từ lúc còn trẻ, Nguyễn Huy Tưởng đã bộc lộ một chí lớn, một khát vọng lớn. Cố nhiên, chí lớn như vậy, khát vọng lớn như thế thì còn phải có tài năng nữa, có tâm huyết nữa thì mới thành một Nguyễn Huy Tưởng được. Và tôi nghĩ ngay lúc nhỏ như thế đã bộc lộ một khát vọng như vậy rồi. Là một người viết sử bằng văn chương, phong cách nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng được định hình bằng đề tài sáng tác là khai thác các vấn đề lịch sử của nước nhà. Trong đó, văn phong của ông giản dị, trong sáng và thâm trầm sâu sắc khi đặt ra những vấn đề có tầm triết lý nhân sinh. Đoạn trích Vĩnh biệt cửu trùng đài nằm trong vở kịch Vũ Như Tô. Chúng ta cùng tìm hiểu khái quát về tác phẩm này. Vũ Như Tô là một tác phẩm kịch được hoàn thành vào mùa hè năm 1941 và được tác giả viết lời tựa vào tháng 6 năm 1942. Tác phẩm này gồm có 5 hồi, viết về một sự kiện lịch sử xảy ra tại kinh thành Thăng Long vào những năm 1516-1517 dưới triều vua Lê Tương Dực. Tác phẩm được tóm tắt như sau: Vũ Như Tô, một kiến trúc sư thiên tài, bị tên hôn quân bạo chúa Lê Tương Dực bắt xây dựng cửu trùng đài để làm nơi hưởng lạc, vui chơi với các cung nữ. Vốn là một nghệ sĩ chân chính, gắn bó với nhân dân, cho nên mặc dù bị Lê Tương Dực dọa giết, Vũ Như Tô vẫn ngang nhiên chửi mắng tên hôn quân và kiên quyết từ chối xây cửu trùng đài. Đan Thiềm, một cung nữ đã thuyết phục Vũ Như Tô chấp nhận yêu cầu của Lê Tương Dực, lợi dụng quyền thế và tiền bạc của hắn,
trổ hết tài năng để xây dựng cho đất nước một tòa lâu đài vĩ đại bền như trăng sao, có thể tranh tinh xảo với hóa công, làm cho dân ta nghìn thu còn hãnh diện. Theo lời khuyên, Vũ Như Tô đã thay đổi thái độ, chấp nhận xây cửu trùng đài. Từ đó, ông dồn hết tâm trí và bằng mọi giá xây dựng tòa đài sao cho thật hùng vĩ, tráng lệ. Ông đã vô tình gây biết bao nhiêu tai họa cho nhân dân. Để xây dựng cửu trùng đài, triều đình ra lệnh tăng thêm sưu thuế, bắt thêm thợ giỏi, chấp nã, hành hạ những người chống đối. Nhân dân căm phẫn nhà vua vì làm cho dân cùng nước kiệt. Thợ oán giận Vũ Như Tô bởi nhiều người chết vì tai nạn, vì ông cho chém những kẻ chạy trốn. Công cuộc xây dựng càng gần kề thành công thì mâu thuẫn giữa tập đoàn thống trị sống xa hoa, trụy lạc với tầng lớp nhân dân nghèo khổ, giữa Vũ Như Tô với những người thợ lành nghề và những người dân lao động mà ông hằng yêu mến càng căng thẳng, gay gắt. Lợi dụng tình hình rối ren và mâu thuẫn ấy, quận công Trịnh Duy Sản, kẻ cầm đầu phe đối lập trong triều đình, đã giấy binh nổi loạn, lôi kéo thợ làm phản, giết Lê Tương Dực, Vũ Như Tô, Đan Thiềm. Cửu trùng đài bị chính những người thợ nổi loạn đập phá, thiêu hủy. Đoạn trích được Nguyễn Huy Tưởng đặt tên là Trong Cung Cấm, nhan đề Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài, được các tác giả biên soạn sách giáo khoa đặt hoàn toàn phù hợp với nội dung đoạn trích này. Đoạn trích thuộc hồi thứ 5 của vở kịch và được tóm tắt như sau. Lợi dụng tình hình rối ren và mâu thuẫn giữa nhân dân, thợ xây đài với Vũ Như Tô và bạo chúa Lê Tương Dực, Trịnh Duy Sản cầm đầu một phe cánh đối nghịch trong triều đình đã giấy binh nổi loạn, lôi kéo thợ thuyền làm phản. Biết tin có binh biến, bạo loạn trong phủ chúa, nguy hiểm đến tính mạng Vũ Như Tô, Đan Thiềm hết lời khuyên và dục chàng đi trốn. Nhưng Vũ Như Tô khăng khăng không nghe vì tự tin là mình quang minh chính đại, không làm gì nên tội, và hy vọng ở chủ tướng An Hòa Hầu. Tình hình càng lúc càng nguy kịch, Lê Tương Dực bị giết, đại thần, hoàng hậu, cung nữ của y cũng vạ lây, Đan Thiềm bị bắt, kinh thành điên đảo. Khi quân khởi loạn đốt cửu trùng đài thành tro, Vũ Như Tô mới tỉnh ngộ, chàng trơ trọi, đau đớn vĩnh biệt cửu trùng đài rồi bình thản ra pháp trường. Điểm hấp dẫn của kịch là tạo nên những mâu thuẫn, xung đột, tạo nên kịch tính cho tác phẩm. Và ở trong đoạn trích này, mâu thuẫn, xung đột kịch được triển khai qua hai ý. Đó là mâu thuẫn giữa nhân dân và Lê Tương Dực. Thứ hai là mâu thuẫn giữa nhân dân với Vũ Như Tô. Trước hết, xét mối mâu thuẫn giữa nhân dân với Lê Tương Dực. Mâu thuẫn này là mâu thuẫn giữa đời sống xa hoa, trụy lạc của bọn tham quan, bạo chúa với đời sống cơ cực, thống khổ của nhân dân lao động. Nói ngắn gọn hơn là mâu thuẫn giữa lợi ích của bạo chúa và quyền sống của nhân dân. Cửu trùng đài là công trình nghệ thuật đang được xây dựng và là nguyên nhân của mâu thuẫn này. Với Lê Tương Dực, cửu trùng đài là chốn ăn chơi, xa hoa, trụy lạc. Nhưng với nhân dân, cửu trùng đài là bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi, xương máu và cả sự sống, hạnh phúc của gia đình, người thân đổ vỡ. Với cái nhìn khác nhau như vậy, nên nảy sinh ra mâu thuẫn và ngày càng trầm trọng hơn. Để cuối cùng tác giả giải quyết mâu thuẫn bằng cách mâu thuẫn được giải quyết theo quan điểm của nhân dân với kết cục. Nhân dân nổi loạn để giết Lê Tương Dực, phá cửu trùng đài và Nguyễn Vũ tự sát. Cách giải quyết này hoàn toàn thỏa đáng và là sự giải thoát cho nhân dân, để cho xung đột kịch được giải quyết hoàn toàn triệt để. Nhưng ở mâu thuẫn thứ hai, mâu thuẫn giữa nhân dân với Vũ Như Tô, đây là mâu thuẫn giữa niềm khát khao hiến dâng tất cả cho nghệ thuật của người nghệ sĩ với quan điểm nghệ thuật cao siêu, thuần túy, với lợi ích trực tiếp và thiết thực của đời sống nhân dân. Với Vũ Như Tô, ông nhìn cửu trùng đài là một công trình nghệ thuật vĩ đại, là khát vọng, hoài bão, lý tưởng cao đẹp, là niềm kiêu hãnh của nước nhà. Công trình ấy là giấc mộng của Vũ Như Tô, là nghệ thuật thuần túy, cao siêu. Nhưng với nhân dân, công trình cửu trùng đài này là tiền bạc, mồ hôi, xương máu, là gia đình ly tán với bao nhiêu khốn khổ lầm than. Cửu trùng đài làm cho lợi ích trực tiếp thiết thực của đời sống nhân dân bị phá hủy. Mâu thuẫn này nảy sinh khi Vũ Như Tô nhận lời xây dựng cửu trùng đài, và nó càng phát triển lên khi Vũ Như Tô mắc sai lầm, đặt cửu trùng đài lên trên tính mạng của hàng chục vạn người dân vô tội. Để đến cuối cùng nó đẩy lên cao trào khi nhân dân theo quân khởi loạn, đốt phá cửu trùng đài, tìm giết cha đẻ của cửu trùng đài là Vũ Như Tô. Tác giả đã giải quyết mâu thuẫn này chưa hoàn toàn triệt để, thỏa đáng. Chưa thỏa đáng là bởi khi đưa Vũ Như Tô ra pháp trường, chính Vũ Như Tô chưa hiểu mình tội gì. Trong những hồi kịch đầu tiên thì Vũ Như Tô luôn luôn đặt ra câu hỏi khẳng định tôi không làm gì nên tội. Nhưng đến cuối hồi kịch, Vũ Như Tô chuyển từ câu hỏi ấy sang câu nghi ngờ ta tội gì. Chưa thỏa đáng vì chính nhân dân khi đưa
Vũ Như Tô ra pháp trường cũng chưa hiểu được công trình nghệ thuật, không hiểu được ý nghĩa sáng tạo của người nghệ sĩ, không hề sáng suốt khi mù quáng theo chuyên quân nổi loạn để đốt phá của trùng đài, và cũng chưa triệt để thỏa đáng ở chỗ. Ngay chính lời bình luận cuối vở kịch của tác giả Nguyễn Huy Tưởng cũng viết: đài cửu trùng không thành, nên mừng hay nên tiếc, chẳng biết Vũ Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải. Than ôi, Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải, ta chẳng biết, cầm bút chẳng qua là cùng một bệnh với Đan Thiềm. Để đến cuối cùng, mâu thuẫn này vẫn chưa tìm được cách giải quyết thỏa đáng.